Đây là phần phụ lục 6 tập 18 nói về cuộc khởi nghĩa Praha ngày 5 tháng 5 năm 1945 và giải phóng Praha tháng 5 năm 1945, cùng với nói về đội quân giải phóng Blasovice, tức ROA. Đây là các chướng ngại vật hay chiến lũy mà quân kháng chiến dâng lên trên đường phố để ngăn chặn quân phát xít Đức. Quân nổi dậy Praha, tiếng Séc là Prazerská povstání năm 1945 là một nỗ lực thành công một phần của cuộc kháng chiến Séc để giải phóng thành phố Praha khỏi sự chiếm đóng của Đức trong Thế chiến thứ hai. Về sau này, 6 năm chiếm đóng trước đó đã thúc đẩy tình cảm chống Đức và cách tiếp cận của Hồng quân Liên Xô và tập đoàn quân số 3 của Hoa Kỳ đã mang lại cơ hội thành công. Vào ngày 5 tháng 5 năm 1945, trong thời khắc cuối cùng của cuộc chiến ở châu Âu, người dân Séc tự phát tấn công quân chiếm đóng của Đức và các nhà lãnh đạo kháng chiến Séc đã tham gia cuộc nổi dậy này. Quân giải phóng Nga ROA vốn đã chiến đấu cho quân Đức nay đã hỗ trợ người Séc và quay súng để bắn vào quân Đức. Quân Đức đã phản công nhưng tiến trình của chúng bị chậm lại do các chướng ngại vật do quân kháng chiến Séc xây dựng trên khắp các đường phố. Vào ngày 8 tháng 5, các nhà lãnh đạo kháng chiến Séc và quân phát xít Đức tại Praha đã ký một lệnh ngừng bắn cho phép quân Đức được rút khỏi thành phố, nhưng không phải là tất cả các đơn vị quân Đức đều tuân theo lệnh này. Giao tranh tiếp tục cho đến hết ngày 9 tháng 5 khi Hồng quân tiến vào thành phố, lúc đó gần như đã được giải phóng hoàn toàn. Cuộc nổi dậy diễn ra tàn bạo, cả hai bên đều phạm tội ác chiến tranh, bạo lực chống lại người Đức do chính phủ thời khắc trừng phạt vẫn tiếp tục sau khi giải phóng và được coi là sự trả thù cho việc chiếm đóng hoặc như là một biện pháp để kích động người Đức tự chạy trốn khỏi Séc. Tàu đoàn quân số 3 Hoa Kỳ của Theodore Patton được lãnh một tướng Dwight Eisenhower không được hỗ trợ quân nổi dậy Séc. Điều này làm suy yếu uy tín của cường quốc phương Tây ở tiểu khắc thời hậu chiến. Thay vào đó, cuộc nổi dậy được thể hiện như một biểu tượng của sự phản kháng của Séc chống lại sự thống trị của Đức Quốc xã và sự giải phóng của Hồng quân đã được Đảng Cộng sản tiểu khắc sử dụng để tăng cường sự ủng hộ của quân chúng đối với chủ nghĩa cộng sản. Vào ngày 5 tháng 5 năm 1945 tại Praha, trước tình hình Berlin đang dần dần thất thủ, quân kháng chiến trong nước của Séc quyết định khởi nghĩa Praha đánh đuổi quân phát xít Đức để tự giải phóng thủ đô của mình. Ngày 6 tháng 5 năm 1945, cũng tại Praha, giao tranh tại thủ đô diễn ra ác liệt. Quân Đức tàn sát rất nhiều người Séc, quân kháng chiến chiếm giữ đài phát thanh và tiến đánh quân Đức ở những nơi trong thành phố. Quân đội ROA của tướng Vlasov ủng hộ quân khởi nghĩa, quay súng bắn lại quân Đức. Ngày 7 tháng 5 năm 1945, Đại Rhin, Pháp, phát xít Đức ký văn bản đầu hàng. Phía Soviet yêu cầu việc ký văn bản đầu hàng phải được làm chính thức tại Berlin. Mỹ, Anh, Pháp đồng ý rằng việc ký kết hôm nay chỉ là sơ bộ. Bộ tư lệnh quân đội phát xít Đức nay đã là tù binh được quân đồng minh nhanh chóng chuyển trở tới Berlin. Ngày 7 tháng 5 năm 1945 tại Praha của Đức, bất chấp lệnh đầu hàng, giao tranh ác liệt đi kèm với việc quân SS sử dụng thường dân Séc để làm lá chắn sống và gây thiệt hại cho tòa thị chính cổ và các tòa nhà lịch sử khác. Ngày 8 tháng 5 năm 1945 và lúc đêm, trước các đại diện quân đội đồng minh Anh, Pháp, Mỹ, nguyên soái Zhukov thay mặt phía Liên Xô chủ trì nghi lễ ký và tiếp nhận sự đầu hàng chính thức của quân đội Đức Quốc xã tại Berlin. Ngày 8 tháng 5 năm 1945 tại Praha, vào buổi sáng, quân Đức đã thực hiện một cuộc không kích và pháo binh, sau đó là một cuộc tấn công mới của bộ binh. Cuộc giao tranh căng thẳng gần giống như ngày hôm trước, một trận chiến đấu ác liệt diễn ra tại ga xe lửa Masaryk, quân kháng chiến bị thương vong nhiều. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, sự đầu hàng của quân phát xít Đức có hiệu lực, chiến tranh thế giới thứ hai đã chấm dứt. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, tại Praha, lực lượng cuối cùng của Đức thoát ra khỏi Praha đã rút lui vào đầu giờ sáng. Vào lúc 4 giờ, các đơn vị của phương diện quân Ukraine 1 tiến đến ngoại ô Praha. Các cuộc giao tranh chủ yếu do quân nổi dậy Séc chặn đánh việc rút lui của các đơn vị SS. Trong vài giờ tiếp theo, Hồng quân nhanh chóng tiêu diệt các lực lượng Đức còn lại, bởi vì hầu hết quân Đức đã rút chạy. Phương diện quân Ukraine 1 đã tránh được các cuộc giao tranh đến từng ngôi nhà như đã từng xảy ra khi đánh chiếm Budapest và Viên. Hồng quân chỉ mất 10 binh sĩ trong trận, được coi là chiến thắng dễ dàng nhất của họ trong cuộc chiến. Lúc 8 giờ sáng, các xe tăng Soviet vào đến trung tâm thành phố và đài phát thanh kháng chiến Séc thông báo rằng lực lượng Liên Xô đã đến, người dân Séc đổ ra đường chào đón Hồng quân. Ngày 8 tháng 5 hàng năm là ngày chiến thắng phát xít Đức, là ngày kỷ niệm lớn của người Séc và của cả châu Âu. Còn ngày 9 tháng 5 chỉ là ngày chiến tranh thế giới thứ hai đã chấm dứt. Bối cảnh châu Âu khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai sắp kết thúc. Từ năm 1944, cuộc chiến chống phát xít của quân đội đồng minh đã chuyển dần từ phòng ngự sang phản công, đã làm quân Hitler suy yếu rất nhiều. Và lúc rạng sáng ngày 16 tháng 4 năm 1945, quân đội Soviet bắt đầu tổng tiến công vào Berlin để kết thúc chiến tranh, trong khi quân đội Anh và Mỹ không tham gia tiến đánh vào vì lực lượng của họ đã bị tiêu hao quá nhiều. Vào ngày 4 tháng 5 năm 1945, quân Mỹ tiến vào giải phóng phần phía Tây của Séc và dừng lại ở Plzeň theo như thỏa thuận với phía quân đội Soviet từ trước đó.
Đây là cảnh người dân Séc đang đổ ra đường để xóa các biển hiệu biển báo có tiếng Đức. Vào ngày 4 tháng 5 năm 1945, chính quyền của Đức Quốc xã đã chiếm đóng các vùng đất của Séc, cái gọi là chính quyền bảo hộ Bohemia và Moravia. Nhận được một bức điện đáng ngạc nhiên từ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Kamenice ký: từ nay, tiếng Séc là ngôn ngữ chính thức duy nhất của chính phủ bảo hộ. Mặc dù người Đức ngay lập tức phủ nhận bức điện, thông điệp này được lan truyền nhanh chóng. Mọi người chạy ra đường và bắt đầu sơn lại, che đậy và phá hủy các biển hiệu có chữ Đức. Các cuộc giao tranh đầu tiên với lính Đức diễn ra. Sáng hôm sau, tướng Franciszek Slunetschko, chỉ huy cuối cùng của tổ chức kháng chiến Obrana Naroda, tức là vệ quốc, ra lệnh bắt đầu cuộc chiến. Đây là ngôi nhà của đài phát thanh Séc ở phố Vinohradská. Ngày khởi nghĩa thứ nhất mùng 5 tháng 5 năm 1945. Cuộc nổi dậy ở Praha bắt đầu vào ngày 5 tháng 5 năm 1945. Tiếng Anh gọi là Prague Uprising, tiếng Séc là Prazerské Povstání. Nếu gọi là cuộc khởi nghĩa Praha thì cũng được. Bắt đầu ngày 5 tháng 5, với việc nhân viên của đài phát thanh Séc phản đối việc chiếm đóng, đã bắt đầu buổi sáng vào lúc 4 giờ rưỡi bằng việc phát thanh bằng tiếng Séc vốn dĩ bị cấm, thay cho phát thanh bằng tiếng Đức. Bộ chỉ huy Bartos và các nhóm cộng sản đã họp riêng và cả hai đều lên lịch khởi nghĩa vũ trang bắt đầu vào ngày 7 tháng 5. Công dân Séc tụ tập trên đường phố, phá hoại các dòng chữ Đức và xé cờ Đức, cờ tiệp khắc xuất hiện công khai trên cửa sổ và trên vé áo khoác của mọi người. Đây là một số hình ảnh về cuộc khởi nghĩa và chiến đấu giải phóng Praha tháng 5 năm 1945, nguồn gốc lấy trên mạng Internet. Đến cuối ngày, quân kháng chiến đã chiếm được hầu hết thành phố phía đông sông Vltava. Những người nổi dậy đã nắm giữ nhiều công trình quan trọng, bao gồm đài phát thanh, tổng đài điện thoại, hầu hết các nhà ga và 10 trong số 12 cây cầu. 3.000 tù nhân đã được giải phóng khỏi nhà tù Pankrac bằng cách kiểm soát tổng đài điện thoại. Các chiến binh kháng chiến có thể cắt đứt liên lạc giữa các đơn vị và chỉ huy của quân đội Đức. Các lực lượng Đức nắm giữ phần lớn lãnh thổ ở phía tây con sông, bao gồm một sân bay tại Ruzhinya phía tây bắc thành phố và nhiều đơn vị đồn trú bao quanh như trụ sở sở chính của Gestapo. Ngày khởi nghĩa thứ hai mùng 6 tháng 5 năm 1945. Các rào chắn dọc theo mọi con phố ở Praha được dựng lên để ngăn xe tăng đi qua và giúp quân nổi dậy Séc che chắn khỏi hỏa lực của quân Đức. Vào tối một ngày 5 tháng 5, đài phát thanh đã phát đi lời kêu gọi người dân trên các đường phố ở Praha xây dựng rào chắn để làm trong cuộc tấn công dự kiến của quân Đức. Bất chấp mọi thời tiết xấu, hàng chục nghìn người dân đã làm việc suốt đêm để xây dựng hơn 1.600 rào chắn vào buổi sáng. Tổng cộng có 2.049 công trình được xây dựng vào cuộc nổi dậy. Vừa giữa trưa, tiểu đoàn 1 của quân đội giải phóng Nga, tức ROA, tiến vào Praha và tấn công quân Đức. Trong thời gian ở Praha, nó đã tước vũ khí của khoảng 10.000 lính Đức. Một đội tuần tra do thám của Mỹ đã có một sĩ quan ROA cũng như các ngả lãnh đạo Séc. Đây là lúc người Séc biết được thỏa thuận phân định giới hạn tiến quân của quân đội đồng minh và tập đoàn quân số 3 của Mỹ sẽ không đến giải phóng Praha. Do đó, Hội đồng Quốc gia Séc vốn không tham gia vào các cuộc đàm phán với Bunia Chenko đã lên án ROA. Chấp nhận một sự giải phóng của Liên Xô có nghĩa là họ không đủ khả năng chính trị để tán thành ROA, người mà Stalin coi là những kẻ phản bội. Bất chấp việc ROA từ chối can thiệp, sự cứu viện quân sự của họ cho Praha đã trở thành một điểm xích mích giữa Moscow và tiệm khắc sau chiến tranh. Tối ngày 6 tháng 5 năm 1945, một đội quân tấn công vào quân Đức chiếm đóng ở Praha. Không rõ họ thuộc quân đội nào và thuộc quốc gia nào, những người lính này được huấn luyện và trang bị dưới dạng quân sự của Đức trên xe tăng T-34 của Liên Xô, và các xe bọc thép của Đức đã di chuyển bằng vũ lực và theo đường chính xuyên qua những con phố hẹp của thủ đô Séc tiến vào chiến đấu với các đơn vị đồn trú của Đức ở Praha. Đội quân vô danh này tích cực sử dụng xe tăng pháo binh đã sớm giải phóng một phần đáng kể của thành phố, đặc biệt là ở bờ trái, tức là phía tây của sông Vltava, từ hướng đi đến Jepi. Họ đã ngăn chặn được một bộ phận khá lớn lực lượng quân SS đang tiến về Praha từ phía nam, nhưng thực tế là họ không tiến quân tiếp để chiếm được sân bay quân Đức ở Ruzhin. Ngày khởi nghĩa thứ ba mùng 7 tháng 5 năm 1945. Theo các điều khoản của Hiệp định sơ bộ về đầu hàng vô điều kiện được ký kết vào đầu giờ ngày 7 tháng 5, các lực lượng Đức có thời gian gia hạn 48 giờ để ngừng các hoạt động tấn công. Tướng Eisenhower, tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại châu Âu, hy vọng rằng sự đầu hàng sẽ chấm dứt cuộc giao tranh ở Praha và do đó không cần đến sự can thiệp của Mỹ nữa. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Đức quyết tâm sử dụng thời gian gia hạn để di chuyển càng nhiều binh sĩ càng tốt về phía tây để đầu hàng người Mỹ. Tướng Đức tại Séc, Schöner, bác bỏ những tin đồn về ngược ngừng bắn ở Praha và nói rằng thỏa thuận ngừng bắn không áp dụng cho các lực lượng Đức đang chiến đấu với Hồng quân hoặc quân nổi dậy của Séc.
Để giành quyền kiểm soát mạng lưới giao thông của Praha, quân Đức đã mở cuộc tấn công mạnh nhất vào cuộc khởi nghĩa. Các đơn vị thiết giáp và pháo binh Waffen SS đến Praha dần dần xuyên thủng các chướng ngại vật bằng một số cuộc tấn công bằng xe tăng. Giao tranh ác liệt đi kèm với việc quân SS sử dụng thường dân Đức làm lá chắn cho người và gây thiệt hại cho tòa thị chính cổ và các tòa nhà lịch sử khác. Khi bộ tư lệnh Bartos biết tin quân phát xít Đức đầu hàng, nó đã ra lệnh ngừng bắn ngay lập tức cho các lực lượng kháng chiến Séc. Điều này gây ra một số nhầm lẫn đáng tiếc giữa những người bảo vệ, những người cũng đang phải đào ngũ do tình hình quân sự ngày càng tồi tệ. RA đóng vai trò quyết định trong việc làm chậm bước tiến của quân Đức, nhưng họ đã rút khỏi Praha vào buổi chiều và buổi tối để đầu hàng quân đội Hoa Kỳ. Chỉ một số đơn vị RA ở lại thành phố, khởi hành vào cuối ngày 8 tháng 5. Với phần lớn quân RA đã biến mất, lực lượng nổi dậy của Séc được trang bị kém và không được đào tạo để chống lại các lực lượng tăng cường của Đức. Đến cuối ngày, các lực lượng Đức đã chiếm được phần lớn lãnh thổ thành phố do quân nổi dậy nắm giữ ở phía đông của Latvia, với sự kháng cự chỉ nổi lên ở khu vực Vinohrady, Strasnitsa. Lực lượng RA đã chiếm được sân bay quân sự tại Ruzhinya và phá hủy một số máy bay. Ngày khởi nghĩa thứ tư mùng 8 tháng 5 năm 1945. Vào buổi sáng, quân Đức đã thực hiện một cuộc không kích và pháo binh, sau đó là một cuộc tấn công mới của bộ binh. Cuộc giao tranh gần như căng thẳng như ngày hôm trước. Một trận chiến đặc biệt ác liệt đã diễn ra tại ga xe lửa Masaryk. Vào lúc 10 giờ sáng, quân SS của Đức đã chiếm được đồn và sát hại khoảng 50 chiến binh kháng chiến đầu hàng. Trong một trong những trận chiến cuối cùng của cuộc nổi dậy, quân nổi dậy ở Séc đã giành lại nhà ga xe lửa vào lúc 2 giờ sáng ngày 9 tháng 5 và chụp ảnh thi thể các nạn nhân. Ngày khởi nghĩa thứ năm, ngày cuối cùng mùng 9 tháng 5 năm 1945. Lực lượng cuối cùng của Đức thoát khỏi Praha đã rời đi vào đầu giờ sáng. Vào lúc 4 giờ, các đơn vị của phương dân quân Ukraine 1 tiến đến ngoại ô Praha. Các cuộc giao tranh chủ yếu là giữa quân nổi dậy Séc ngăn cản việc rút lui của các đơn vị SS. Trong vài giờ tiếp theo, Hồng quân nhanh chóng vượt qua các lực lượng Đức còn lại. Bởi vì hầu hết quân Đức đã rút chạy, phương diện quân Ukraine 1 đã tránh được các cuộc giao tranh từng nhà từng xảy ra khi đánh chiếm Budapest và Vienna. Hồng quân chỉ mất 10 binh sĩ trong trận được coi là chiến thắng dễ dàng nhất của họ trong cuộc chiến. Lúc 8 giờ sáng, các xe tăng Xô Viết đến trung tâm thành phố và đài phát thanh kháng chiến thông báo lực lượng Liên Xô đã đến. Người dân Séc đổ ra đường chào đón Hồng quân. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, Praha được giải phóng hoàn toàn, nước Séc được giải phóng, hòa bình được lập lại trên đất Séc. Praha được Hồng quân Liên Xô giải phóng vào tháng 5 năm 1945. Nguyên soái Konev trên xe ô tô, ảnh của Karen Hayek, Vladislav là ai và ROA là gì? Với các tên gọi khác nhau, quân giải phóng Nga được gọi theo tiếng Anh là Russian Liberation Army, gọi theo tiếng Nga là Ruskaya Osvobodichelnaya Armia. Còn tiếng Nga viết theo tiếng Latin là Ruskaya Osvobodichelnaya Armia, tức là ROA, là ba chữ cái đầu. Những người Vlasovice hay những người lính của quân đội giải phóng Nga, viết tắt là ROA, là những nhân vật không rõ ràng trong lịch sử quân sự. Cho đến nay, các nhà sử học vẫn chưa thể đi đến thống nhất được. Những người ủng hộ coi họ là những người chiến đấu cho công lý, là những người yêu nước thực sự của nhân dân Nga. Còn những người chống đối chắc chắn một cách vô điều kiện rằng những người Vlasovice là những kẻ phản bội tổ quốc, những kẻ đã đứng về phía kẻ thù và tàn phá đồng bào của họ một cách không thương tiếc. Đôi dòng lịch sử, tướng Vlasov người Nga đã từng là một tướng của Liên Xô, rất được Stalin tin cậy và trọng dụng, đã được giao nhiệm vụ chỉ huy quân đội trong trận chiến bảo vệ Leningrad. Nhưng do lực lượng yếu và bị tổng hành dinh bỏ rơi nên đã bị phát xít Đức tiêu diệt gần hết và tướng Vlasov bị bắt làm tù binh. Cuộc đời Vlasov thay đổi kể từ đây và Vlasov đã đồng ý đầu hàng quân phát xít Đức vào ngày 21 tháng 6 năm 1941. Ngày 27 tháng 12 năm 1942, Trung tướng Vlasov và tướng Bayerski trong một lá thư gửi chỉ huy Đức đã đề nghị tổ chức ra ROA, tức quân giải phóng Nga. Binh lính quân giải phóng Nga được thành lập chủ yếu từ những tù binh Liên Xô bị Đức bắt giữ. Quân đội giải phóng Nga được tuyên bố là một đội hình quân sự được tạo ra để giải phóng nước Nga khỏi chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, vì lý do tuyên truyền, lãnh đạo của Đệ Tam Đế chế, tức là nước Đức của Hitler, đã có công bố sáng kiến này trên các phương tiện truyền thông, nhưng lại không tiến hành bất cứ điều gì về mặt tổ chức. Sau ngày 9 tháng 5 năm 1945, tướng Vlasov đã bị quân đội Xô Viết bắt giữ tại Séc rồi đưa về Moscow để giam giữ, xét xử rồi xử bắn. Đây là những người lính Vlasovice với người dân Praha. Đây là những ngôi mộ của những người lính Vlasovice tại nghĩa trang Osanskaya
ở Praha.